em đừng có mà điêu. Mình thằng này đừng... cái gì nữa? Chán thật đấy, vô thề. Chán có lệ nhớ ai nữa? Nó có lệ nhớ cô này. Chú Nam. Biết nó nói cái gì không? Nó nói là đang ăn tự nhiên nó nhớ là ôi lại tự nhiên con kêu nhớ chú Nam. Mà chú Nam đang ở đây mà nhớ cái gì? Chỉ nhớ chú Linh với cô Lệ thôi. Nhớ cô Lệ, nhớ chú Linh. Không nhớ chú Nam à? Anh nhớ bà Tân Tạc nhỉ. Chán thật, chán thật. Rồi bôi lôi phải là nhớ chú Nam. Có nhớ chú Hằng không? Bôi đà kì, ông bà lại chú, nhớ chú Hằng. Chú Hằng à, tà kì. Bôi đà kì, chú Hằng tà kì. Chán thật. Chán thật. Chán thật. Chán thật. Ông nói mới nhớ mình xong một hồi. Quăng tay mới phật là nhớ chú Hoàng. Nhớ chú Hoàng, tôi sẽ tay là tôi sẽ tay kêu phật là nhớ chú Hoàng. Chán thật. Chán thật. Kêu là chú Hoàng ở đây mà hôm bữa rồi nói nhớ chú Hoàng. Chán thật. Rồi. Chán thật. Đi chơi không? Đi chơi. Khi nào lôi đi học? Đi chơi không? Chắc khi nào anh liên quan mình không biết. Đi chơi không?